Tôi rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong mục thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, nghiện rượu gây ra rất nhiều biến chứng về tiêu hóa, gan mật cũng như về thần kinh và tâm thần. Rượu có thể gây tổn thương đồng thời cả hệ thần kinh trung ương và hệ thần kinh ngoại biên, ảnh hưởng đến bản thân người bệnh và người thân trong gia đình cũng như những người xung quanh. Trong mục thông tin sức khỏe ngày hôm nay, Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về các biến chứng thần kinh do rượu tùy theo số lượng rượu uống vào và mức độ ảnh hưởng đến thần kinh nhằm khuyến cáo người dân không nên lạm dụng rượu, nhất là hiện nay trên thị trường xuất hiện ngày càng nhiều rượu giả, rượu trưng cất không đảm bảo. Thông tin được đăng tải trên trang sức khỏe và đời sống. Say rượu Say rượu xảy ra khi uống quá nhiều rượu đột ngột, gồm say rượu đơn thuần và say rượu bệnh lý, xây dựng đơn thuần thể hiện bởi sự thay đổi về khí sắc, mất ức chế về thái độ hay còn gọi là chứng tháo lời, nói liên tục không ngừng, xâm lấn, kích thích, nói khó và mất điều hòa tác động, đi loạn trạng, đi hình rích rắc, xây dựng bệnh lý thể hiện bởi những rối loạn nặng về thái độ như say hưng phấn vận động với những cơn quá khích và bạo lực, say hoang tưởng với ảo giác, hay gặp nhất là hoang tưởng ken tuông và hoang tưởng bị truy hại say rượu có thể dẫn đến hôn mê do rượu khi nồng độ rượu trong máu vượt quá 4 gam lít. Biểu hiện bằng hôn mê yên tĩnh, giảm trương lực cơ, giãn đồng tử hai bên đối xứng kém phản ứng với ánh sáng. Hạ thân nhiệt, hôn mê do rượu có thể dẫn đến những biến chứng nặng như trụy mạch, tụt huyết áp, suy hô hấp, co giật, tiêu cơ, có thể dẫn đến nguy cơ, tăng kali máu và suy thận cấp, hạ đường máu, toan máu, viêm gan cấp hay viêm tụy cấp. Hội chứng ngưng rượu. Ngưng rượu là do ngừng hoặc giảm đột ngột uống rượu ở những người nghiện rượu mãn tính. Ngưng rượu dẫn đến những rối loạn về thần kinh và tim mạch. Những triệu chứng sớm của ngưng rượu như run, lo lắng, cáu khắt, mất ngủ, nôn ăn kém, nhịp tim nhanh, tăng nhẹ huyết áp, tăng tiết mồ hôi, động kinh có thể xuất hiện ngay sau khi cai rượu 6 giờ. Nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bệnh sẽ tiến triển nặng hơn và gây nên tình trạng sảng rượu. sảng rượu biểu hiện bằng mất định hướng không gian và thời gian, ảo giác, mất ngủ, đảo ngược nhịp ngày đêm, kích thích rối loạn nhân cách với những hoạt động tưởng tượng phù hợp với tình trạng sảng, kèm theo những dấu hiệu thần kinh như run, nói khó, rối loạn thăng bằng và phối hợp động tác, cơn động kinh. Triệu chứng toàn thân bao gồm sốt, tăng nhịp tim, hạ huyết áp, mồ hôi nhiều, có dấu hiệu mất nước. Sảng rượu có thể gây biến chứng trụy tim mạch do mất nước cấp thậm chí dẫn đến những hành động tiêu cực như tự sát hoặc tấn công người khác. Động kinh do rượu ở những người nghiện rượu thường xuất hiện các cơn co giật, đây là nguyên nhân đứng hàng đầu của cơn động kinh sau 20 tuổi. Cơn động kinh do rượu bao gồm những cơn động kinh khi ngừng rượu, những cơn động kinh do ngộ độc rượu cấp, những cơn thứ phát ở bệnh nhân có tiền sử chấn thương sọ não cũ, những cơn động kinh trong đợt mắc bệnh não. Bệnh đa dây thần kinh. Bệnh xuất hiện do kết hợp hai cơ chế: ngộ độc rượu mãn và thiếu dinh dưỡng, đặc biệt là thiếu nhiều loại vitamin B1, B2, PP. Bệnh đa dây thần kinh chiếm khoảng 10% ở những bệnh nhân nghiện rượu. Bệnh tiến triển chậm, biểu hiện bằng tê bì, kiến bò, rát bỏng kèm liệt nhẹ ở hai chân hoặc tứ chi, có thể kèm theo teo cơ hoặc không. <laughs> teo tiểu não đây là loại biến chứng hay gặp, nguyên nhân chưa rõ. Teo khu trú, thùy, nhộng và hai bán cầu tiểu não, bệnh hay gặp ở nam giới xung quanh tuổi 50. Bệnh tiến triển âm thầm trong nhiều tuần, biểu hiện lâm sàng bằng triệu chứng rối loạn dáng đi liên quan đến tổn thương tiểu não tĩnh trạng, tổn thương tiểu não động trạng thường kín đáo hơn. Kết quả, chụp cắt lớp vi tính sọ não, teo tiểu não phối hợp với teo vỏ não, điều trị bằng cai rượu phối hợp với vitamin nhóm B. Bệnh ổn định sau vài tháng. bệnh loạn thần kosakov đây là một hội chứng mãn tính gây suy nhược với đặc điểm rối loạn học tập và trí nhớ dai dẳng tức là người này không có khả năng ghi nhận thông tin mới mất định hướng cho không gian và thời gian thường hay có ảo giác mơ hồ về một sự vật sự việc khác với thực tế bệnh nhân loạn thần kosakov hay quên và nhanh kiệt sức đi lại và phối hợp vận động khó khăn Quý vị và các bạn thân mến, tám mẹo nhỏ giúp giảm tác hại của rượu bia sẽ là nội dung chính trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.